Em xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em lại tiếp tục lên giao lưu với các bác một chiếc bình của Pháp, hàng xưa, rất là đẹp. Dòng này là được vẽ bởi nghệ nhân Kessmann, một cái phiên bản, một chiếc bình dáng cúp, có hai cái quai lên rất là đẹp và đặc biệt đó là hàng xưa đã rất là sâu tuổi nha các bác. Những cái hàng xưa mà nó có tuổi như này thì bây giờ nó cũng rất là ít và rất là hiếm, thì nếu như bác nào mà yêu thích những cái dòng xưa mà đẹp mà chất lượng thì các bác hãy săn ngay chiếc bình này ạ. Đây, rất đẹp luôn, toàn bộ họa tiết được vẽ tay nha các bác. Đây là những cô gái. Đấy, những cô gái đang ngắm cảnh, đang trò chuyện bên khung cảnh rất đẹp. Đấy, chiếc bình những cái nét vẽ vàng còn nguyên như quá, những cái vàng viền vàng các thứ nó có vẫn có độ phai theo thời gian nhưng mà nhìn tổng thể là vẫn rất là đẹp hoàn hảo, có chỉnh trí của nghệ nhân ký ở bên góc phải, đẹp xuất sắc luôn. Cái nét mộc mạc thuần tí, những đôi dép giỏ rồi chân đất chân trần của những cô gái thời xưa nhưng mà vẫn rất là đẹp hoàn hảo. Đây là những chiếc lá được vẽ nổi lên nha các bác, làm nổi xong rồi vẽ nổi và vẽ vàng lên. Đấy, đây là mặt sau của nó, sau của chiếc bình này. Và chiếc bình này đã có niên đại hơn 100 tuổi rồi nên là nó sẽ không thể mới tinh được nha các bác, nhưng mà nhìn tổng thể là vẫn rất là đẹp. Đấy, số xuất sắc luôn. Và bác nào muốn sưu tầm những cái dòng này thì các bác cứ inbox hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại của Zalo 0346774189 nhá. Bình này miệng là 9, chiều cao đến tai là 26 và không tính tai là 23.5. Inbox cho hoặc gọi điện cho em theo số điện thoại hoặc Zalo 0346774189 nhá. Em xin cảm ơn các bác và chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như sức khỏe, và chúc các bác chuẩn bị đón một năm mới thật là hạnh phúc, vui vẻ và vạn sự như ý nhá.